Dạ, tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với xưởng mộc của công ty Đại Liên Thanh. Đây là các cái model của BSD và DAVF. Như mọi người thấy thì đang chuẩn bị một cái số lượng rất là lớn, và những cái đơn đặt hàng tiếp theo của chúng tôi hơi ngợp với số lượng cực kỳ nhiều nha mọi người. Đây là cái thùng tiêu chuẩn của BSD B18. Mọi người thấy với cái số lượng như thế này thì chúng tôi đang có kế hoạch sản xuất là mỗi loại 30 cho đến 50 cặp. Đây là súp đơn của DAVF nha mọi người. Mình thấy đó, đây số lượng rất là lớn, và chất lượng gia công thì dĩ nhiên không cần phải bàn. Đại Liên Thanh là đơn vị có sở hữu nhà máy và đội ngũ kỹ thuật lớn nhất tại Việt Nam trong quá trình làm nên thương hiệu cũng như là cơ sở vật chất để sản xuất. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi có cơ sở sản xuất 10.000 m2 nhà xưởng với đầy đủ tất cả các cái trang thiết bị để phục vụ anh em trên cả nước. Chất lượng thùng loa thì Đại Liên Thanh luôn đảm bảo cho tất cả mọi người là chắc, bền, đẹp, rẻ, và dĩ nhiên là có bảo hành, bảo dưỡng đầy đủ. Mọi người thấy là đây, chất lượng gỗ đã tăng lên rất là nhiều so với năm ngoái. Thì mục tiêu của chúng tôi là mỗi ngày đều tăng lên, về không những về số lượng và chất lượng bắt buộc phải tốt hơn của mình năm ngoái để phục vụ cho anh em. Thì đây là vỏ của cặp loa B18, B18 và B18 LS. Ở thời điểm hiện tại thì giá bán lẻ của B18 đang có giá là 28.600.000, còn B18 LS là phiên bản từ thường thì cũng thùng giống như vậy luôn, và được bán với mức giá là 23.700.000 nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem, và đây là công ty Đại Liên Thanh.